Xin chào tất cả anh em. Tobacco, thuốc lá. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em 5 điều các anh em cần nên biết về nốt nguyên liệu này, để làm sao mà các anh em nào đang quyết định tìm hiểu về mùi hương thuốc lá, chúng ta sẽ có thêm một cái thông tin để tham khảo trước khi quyết định mua bất kỳ một chai nước hoa nào đó. Và nếu như các anh em vẫn đang cần tìm mua full và chiết về nước hoa, mình rất hy vọng các anh em hãy click vào đường link ở bên dưới để có thể ủng hộ mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề chính video ngày hôm nay, 5 điều các anh em cần nên biết về nốt nguyên liệu thuốc lá. Ok, let's go. Điều đầu tiên các anh em cần nên biết đó là cùng với da thuộc thì nguyên liệu thuốc lá là hai mùi hương thể hiện rất rõ cái cá tính, cái gai góc, cái power của một người đàn ông. Nếu như so sánh một chút với gỗ mà đây, ví dụ như là ở vetiver chẳng hạn, thì cỏ hương bài nó có hơi thiên hướng về classic, nó hơi thiên hướng về old school, có nghĩa là phong cách cổ điển và cái suy nghĩ thì nó thuộc cái lớp thế hệ cũ. Còn trầm hương thì mình không cho rằng là nó thể hiện được cái góc cạnh của một người đàn ông, mà đôi khi nó thể hiện một cái quyền năng hoặc là một cái gì sâu lắng của một người đàn ông. Do vậy, da thuộc và thuốc lá là hai nguyên liệu mà nếu như chúng ta thích thể hiện cái góc cạnh, cái cá tính mạnh của chúng ta thì nó rất là phù hợp. Giống như ở đây cái bộ phim Godfather, cái hình ảnh ông trùm rất là đầy quyền lực khi ông ta ngồi trên ghế sofa tay cầm một điếu xì gà. Tobacco Vani chính xác là cái mùi hương rất là hợp như thế. Hoặc là như Brad Pitt trong bộ phim Fight Club, ở anh ta toát lên một con vẻ gangster đầy máu lửa và miệng ngậm một điếu thuốc lá, thì 1821 rất là thích hợp với hình ảnh của anh ta. Đây là một cái mùi hương thuần thuốc lá khô rất là gai góc, rất là đơn giản, không có một cái gì đó màu mè, và mình cảm thấy là Brad Pitt nếu như có thể thì anh ta sẽ sử dụng chai nước hoa này. Hoặc giống như Leonardo DiCaprio với một vẻ ngoài lãng tử, và mặc dù anh ta rít một điếu thuốc lá, ngậm một điếu thuốc lá, và cái mùi hương của Victor and Rolf's Spice Bomb cũng rất là phù hợp với cái hình ảnh đó, với cái mùi hương của thuốc lá và gia vị đầy trẻ trung, đầy năng động đó. Và còn rất nhiều những cái phong cách khác mà phù hợp với mùi thuốc lá. Do đó điều đầu tiên các anh em cần biết đó là nếu như chúng ta đang cần tìm một cái mùi hương mà nó thể hiện được rõ cái chất manly của chúng ta thì thuốc lá và da thuộc sẽ là cái sự lựa chọn đầu tiên. Đấy là điều đầu tiên các anh em cần nên biết. Điều thứ hai mọi người cần nên biết đó là thuốc lá nó có một cách blend mùi rất là linh hoạt. Nó có thể kết hợp cùng với tiêu để tạo nên một cái mùi hương không quá là nồng nhưng rất là nam tính, rất là trẻ trung và năng động. Ví dụ như đây là Victor Roth Spice Bomb. Hoặc ví dụ kết hợp cùng với hoa oải hương để tạo nên cái mùi hương sexy của Versace Dreamer, một trong những best cheap fragrance trong những chai nước hoa giá mềm và chất lượng thì rất là tốt. Hoặc là kết hợp cùng với Chontabin và Lê để tạo nên cái mùi hương của Tobacco and Chontabin, một sản phẩm của nhà Banana Republic, tạo ra cái mùi hương rất là ngọt, sexy và mềm mại, không hề có một cái vẻ gì đó gai góc của thuốc lá, thế nhưng cũng vẫn rất là nam tính, Tobacco and Chontabin. Hoặc ví dụ như là Thierry Mugler Poivron, thuốc lá kết hợp cùng với vani tạo nên một trong những chai thành công bậc nhất của nhà Thierry Mugler, và còn rất nhiều những sản phẩm khác, ví dụ như là Parfum de Mali Herod, một mùi thuốc lá mềm ngọt quyện cùng với vani rất là ok. Chai nước hoa có thể gọi là tiêu biểu của nhà Parfum de Mali. Do đó có thể nói rằng thuốc lá nó có cái sự kết hợp rất là linh hoạt về các nốt nguyên liệu, từ hoa, từ gia vị, từ vani, vân vân rất là nhiều. Và chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn khi mà muốn tìm hiểu về mùi hương thuốc lá này. Và đấy là điều thứ hai các anh em cần nên biết. Điều thứ ba mọi người cần nên biết đó là thuốc lá không dành cho phần lớn các bạn newbie. Tất nhiên ở đây nó phụ thuộc vào gu mùi của chúng ta, bởi vì có rất nhiều các anh em chúng ta thích, ngay lập tức chúng ta đã thích một cái mùi đậm và dữ dội. Thế nhưng ở đây đa phần nếu như các bạn mới dùng nước hoa thì chúng ta thường là sẽ thích những cái mùi hương của citrus, những mùi hương của floral. Đấy đều là những cái nốt mùi rất là dễ nịnh mũi, rất là dễ có một cái sự khởi đầu an toàn và suôn sẻ. Còn thuốc lá mình luôn cho rằng nó không phải là một cái sự lựa chọn an toàn cho tất cả các bạn newbie khi mới sử dụng nước hoa. Ít nhất là nó sẽ phải có trải qua một thời gian.
Bởi vì nếu như chúng ta không tìm hiểu kỹ và chúng ta luôn luôn cho rằng nghe mọi người nói rằng thuốc lá là phải là tobacco vani hoặc là tobacco wood của nhà Tom Ford, bởi vì đây là một chai nước hoa rất là nổi tiếng và chúng ta ngay lập tức bập vào, thì mình nghĩ rằng cái tỷ lệ fail rất là cao, bởi vì tobacco vani thực sự là một cú đấm mãnh liệt dành cho các anh em newbie. Mình nghĩ rằng tỷ lệ toạch sẽ rất là cao. Do đó, với các anh em nào newbie mới sử dụng nước hoa và có ý định chọn mua thuốc lá thì chúng ta phải hết sức cân nhắc, phải có một cái sự tìm hiểu khá là kỹ trước khi quyết định mua, bởi vì như mình đã nói, mua một thuốc lá nó đòi hỏi người sử dụng nước hoa phải trải qua một quá trình ngắn rồi, khoảng thời gian ngắn sử dụng nước hoa để chúng ta làm quen với các nốt mùi, sau đó thì mới chuyển qua đến thuốc lá. Còn nếu mà chúng ta muốn đốt cháy giai đoạn thì tất nhiên thì cũng có vẫn những người sẽ thành công, nhưng mình nghĩ rằng tỷ lệ toạch là khá cao. Do đó, điều thứ ba các anh em cần nên lưu ý đó là mình cho rằng thuốc lá không dành cho số đông, cho các anh em newbie. Điều thứ tư các anh em cần biết đó là với cái gu mùi các chị em Việt Nam hay là về mình, theo như mình đọc thôi nhá, chứ không phải là mình kết luận của mình, thì cái gu mùi của các phụ nữ châu Á nói chung thì họ vẫn luôn thích cái mùi hương citrus hay floral nhẹ nhàng, ví dụ như là phụ nữ Nhật Bản hay là phụ nữ Trung Quốc, ví dụ như là họ thích cái mùi giống dạng như kiểu lanolin đó, một hơi một chút ngọt nhẹ, dễ ngửi và nó thu hút. Còn đối với thuốc lá, tất nhiên thì cũng có các chị em như thế này, các chị em thế kia, ở đây thì mình đang nói theo số đông, thì thuốc lá nó không phải là một cái sự ưu tiên hoặc là một cái sự ưa thích hàng đầu của các chị em ở Việt Nam chúng ta. Thì ở đây đó là khi mà các anh em có ý định sử dụng một chai nước hoa thuốc lá, chúng ta cần phải nên lựa chọn cái mùi hương cũng như là cái thời điểm để sử dụng, để làm sao điều chỉnh cái số lần xịt, cái mùi hương đừng để gây khó chịu cho mọi người xung quanh. Đấy là cái điều thứ tư các anh em cần nên biết. Và điều thứ năm các anh em cần nên biết đó là chai nước hoa thuốc lá nào là một cái sự lựa chọn khởi đầu an toàn cho các anh em. Thì với cá nhân của mình, chai nước hoa Thierry Mugler Poivre, đây là một trong những best choice thuốc lá dành cho các anh em. Nhắc đến nhà Thierry Mugler thì chúng ta sẽ phải nhắc đến chai nước hoa này. Một cái sự kết hợp thuốc lá khô và vani rất là nam tính, rất là đàn ông. Và đây là một sự lựa chọn rất là an toàn cho các anh em nếu như chúng ta có ý định tìm hiểu về thuốc lá là như thế nào. Hoặc nữa đó là Victor Robert Spice Bomb. Đây cũng là một cái sự lựa chọn không hề là nguy hiểm nếu như chúng ta muốn tìm một cái mùi hương thuốc lá kết hợp cùng với gia vị đó. Và tất nhiên rồi, ngoài ra thì cũng có thể kể đến Tobacco Vani hoặc là Versace Dreamer. Nếu như chúng ta thích một cái mùi hương nó thuốc lá nhưng nó ngọt, nó mềm mại và nó sexy, Tobacco Vani hoặc là Versace Dreamer cũng là một cái sự lựa chọn để các anh em tham khảo. Thì vừa xong, mình vừa chia sẻ đến anh em 5 điều các anh em cần để biết về mùi hương thuốc lá. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Mình xin chào và hẹn gặp lại.